vào lúc 10 giờ sáng hôm qua Chủ nhật lễ lá, tức khoảng 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco đã trụ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco có khoảng 150 vị, gồm các hồng y, tổng giám mục, các đức ông và 350 linh mục giúp cho Đức Thánh Cha Francisco cho các tín hữu rước lễ. Đảm trách thánh ca ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có ca đoàn và dàn nhạc của giáo phận Roma gồm 140 ca viên cùng nhạc công và ca đoàn 300 người trẻ. Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá trước bút tháp giữa quảng trường Thánh Phêrô và bài tin mừng kể lại biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, mở đầu cho cuộc khổ nạn cứu chuộc của Ngài. Sau đó là nghi thức rước lá với sự tham dự của 450 bạn trẻ đại diện cho giáo phận Roma và các giáo phận khác. Bài đọc thứ nhất được tuyên đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, Thánh Vịnh được hát bằng tiếng Ý. Bài đọc 2 bằng tiếng Anh, Tin mừng thương khó được đọc và hát bằng tiếng Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã nêu bật gương mặt của Chúa Giêsu Kitô vua cứu thế trong hình dạng cụ thể của một người tôi tớ của Thiên Chúa và của loài người, hiện diện nơi tất cả những kẻ khổ đau vì bất cứ lý do gì trên thế giới này. Ngài nói như sau: việc cự hành có hai mùi vị, ngọt ngào và cay đắng, tươi vui và đớn đau. Bởi vì trong đó chúng ta cự hành Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem được các môn đệ tung hô như là vị vua, đồng thời cũng được loan báo trình thuật phúc âm cuộc khổ nạn của Ngài. Vì thế con tim chúng ta cảm thấy sự mâu thuẫn đớn đau và cảm nhận được trong vài phần nhỏ bé nào đó điều Chúa Giêsu phải cảm nhận trong con tim của Ngài trong ngày ấy, ngày Ngài vui mừng với các bạn mình và khóc thương thành Jerusalem. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng thánh lễ như sau: Đức Giêsu mà theo thánh kinh là vào thành thánh, không phải là một kẻ mộng mơ gieo vải các ảo tưởng, một ngôn sứ kiểu thời đại mới, mà trái lại Ngài là một đấng Mêsia được xác định với gương mặt cụ thể của người tôi tớ của Thiên Chúa và của con người đi chịu khổ nạn. Ngài là người nhẫn nhục vĩ đại của mọi nỗi khổ đau nơi con người. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói như sau: ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện nơi biết bao nhiêu anh chị em đau khổ. Họ khổ đau vì một công việc như của một kẻ nô lệ. Họ khổ đau vì các thảm cảnh gia đình, vì các bệnh tật. Họ khổ đau vì chiến tranh và khủng bố, vì các lợi lộc di chuyển vũ khí và khiến cho chúng bắn giết. Các người nam nữ bị lừa đảo, bị xúc phạm trong phẩm giá của họ, bị loại trừ. Chúa Giêsu ở trong họ, trong từng con người họ, với gương mặt méo mó, xin được nhìn, được thừa nhận, được yêu thương. Trước khi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mọi người hiện diện, đặc biệt những ai tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế chuẩn bị cho công nghị về giới trẻ do Bộ Đặc trách Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng tổ chức với Văn phòng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài cũng trải dài lời chào này tới giới trẻ quy tụ quanh các giám mục sở tại cử hành ngày giới trẻ trong mọi giáo phận trên thế giới. Đây là một chặng khác của cuộc hành hương lớn đã bắt đầu với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Năm ngoái chúng ta đã quy tụ tại Krakow và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Vì thế trong chốc lát nữa đây, người trẻ Ba Lan sẽ trao thánh giá của ngày quốc tế giới trẻ cho người trẻ Panama được các giám mục và chính quyền sở tại của họ hướng dẫn. Chúng ta hãy xin Chúa cho thánh giá cùng với ảnh Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma làm cho đức tin và niềm hy vọng tăng triển tại những nơi mà chúng đi qua bằng cách vén mở cho thấy tình yêu thương vô địch của Chúa Kitô. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa Kitô hôm nay bước vào cuộc khổ nạn và Đức Trinh Nữ Thánh các nạn nhân của cuộc khủng bố ngày thứ sáu vừa qua tại Stockholm, cũng như các nạn nhân còn đang bị thử thách bởi chiến tranh và tai ương của nhân loại.